Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ô Tô Thiện Nhân. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Hôm nay kênh Ô Tô Thiện Nhân sẽ làm một cái video không khác gì so với các cái video trước mình từng làm. Đó chính là giới thiệu về cái dòng xe tải van mới nhất tới từ Foton. Như các bạn biết là Foton là một trong những cái thương hiệu mà vào thị trường Việt Nam bởi một cái đối tác thứ ba, đó chính là Thaco Trường Hải, với những cái dòng xe tải rất là lớn. Từ cái xe tải Thaco lên cho tới những cái xe tải mà từ 7,5 tấn trở xuống thì bắt gặp rất là nhiều trên thị trường. Thì tới năm 2017 này thì Foton mới cho ra mắt cái dòng xe tải van và xe tải nhẹ. Và họ hợp tác với một cái đơn vị thứ ba là Trường Giang để cho ra mắt cái dòng sản phẩm xe tải van Foton này. Và chiếc xe tải nhẹ Foton có tên gọi là Foton Grand Tour SX 13 và SX12. Thì cái tên gọi của cái sản phẩm xe tải van Foton này nó chính là Grand Tour TV22, là chiếc xe tải van 2 chỗ trọng tải 950 kg của Foton. Thì cái chiếc xe này được Foton rất là dày công nghiên cứu và lắp đặt những cái công nghệ mới nhất cũng như là các cái chất liệu mới nhất cho cái dòng sản phẩm này để nó chiếm những thị trường trong thời gian tương lai. Thì mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn trong cái video này, một cái video mà giới thiệu rõ hơn, kỹ hơn so với những cái video trước mình từng làm. Về cái ngoại thất, chúng ta sẽ nhìn thấy một cái ngôn ngữ thiết kế bo tròn rất là mềm mại so với những chiếc xe tải van khác có trên thị trường. Chúng ta sẽ có cái logo của Foton to bản ở trên đằng trước xe như thế này. Chúng ta có hai khe lấy gió đằng hai bên, lấy gió cho cái hệ thống cục lóng của điều hòa, đằng dưới cũng vậy. Chúng ta có hệ thống đèn pha bằng halogen thôi. Chúng ta có đèn xi nhan ở hai bên và đèn gầm. Cái phần trước mũi xe của cái dòng sản phẩm Foton này nó sẽ dài hơn so với những cái chiếc xe của Đông Ben cũng như là Kenwo. Dài hơn thế này cho phép là để hãng có thể thiết kế được rất nhiều thứ đặt ở trên phía đằng trước xe như này. Tuy nhiên là không có máy đằng trước. Máy của dòng sản phẩm này là đặt ở dưới ghế lái. Ok. Chúng ta sẽ có một cái chiếc xe tải van có thể mở được 3 hướng. Đó, với hệ thống lốp là chúng ở cái bên phần rìa trái của xe, các bạn sẽ nhìn thấy cái dòng tên Grand Tour và cái số 1.5L ở đây. 1.5L đó chính là cái dung tích của động cơ này, động cơ xe này. Với cái dung tích là 1.5 lít và cái công suất là 85 kW. Ở cái moment xoắn 6.000 cho ở cái vòng tua 6.000 sẽ có được cái công suất 85 kW, một cái công suất rất là lớn, lớn nhất trong các cái dòng xe van hiện tại có trên thị trường. Với Domain X30 chúng ta sẽ có cái công suất là 80 kW ở 5.200 vòng trên 1 phút. Với Kenbo chúng ta sẽ có cái công suất là 65 kW, và với chiếc Suzuki Super Caravan kia chúng ta chỉ có công suất là 35 kW thôi. Thì với dòng sản phẩm này là có một cái công suất lớn nhất. Chúng ta sẽ có hệ thống sàn được ốp da lên như này, trông rất là hiện đại và trang nhã. Và các cái gồ lốp này thì đều được ốp bằng được gia cố bằng thép rất là chắc chắn, để hàng hóa khi chúng ta vứt lên, chúng đặt vào đây thì nó sẽ không gây ra thiệt hại đáng kể nào khi mà bị va chạm mạnh ở cái gồ lốp này. Cũng giống như chiếc xe tải van của các hãng khác, hãng cũng vẫn không trang bị cái tấm chắn điều hòa chính hãng mà chúng ta sẽ phải lắp ngoài. Ok. Đằng sau chúng ta cũng thấy rất là nổi bật với cái logo của Foton này. Cái logo này là logo của Foton nha các bạn. Chúng ta sẽ có hệ thống đèn xi nhan, đèn sau, đèn gầm. Thì cái sản phẩm này đang sử dụng một cái hệ thống lốp rất là lớn, là lốp R175R14, lớn hơn các cái dòng xe tải van của Kenbo lẫn của Đông Ben, lớn hơn một cấp. Chúng ta có hệ thống nhíp treo. Và với cái động cơ đam của Đức mạnh mẽ như vậy và cái lốp to như này, lốp to sẽ giúp chúng ta bám đường hơn và bền bỉ hơn sau quá trình sử dụng lâu dài. Chúng ta sẽ có một cái hệ thống tay lắm cửa bằng nhựa như này, không làm giả chrome như các cái sản phẩm khác mà bằng nhựa. Thì cái sản phẩm này sử dụng khóa là khóa điện tử, một chiếc điện tử, một chiếc là cơ. Chúng ta sẽ có nội thất nó rất là hiện đại, với trang bị cái ghế da đắt tiền hơn so với những cái chiếc xe tải mà chỉ được trang xe tải van mà chỉ được trang bị ghế nỉ. Chúng ta có hệ thống cabin khoang lái cũng
có một màu đen classic như thế này. Đen như thế này thì nó sẽ đỡ, sau một thời gian sử dụng thì nó sẽ đỡ cũ hơn so với những dòng sản phẩm khác. Là cái hệ thống FM radio có cổng đọc USB ở đây. USB ở đây chúng ta có hệ thống điều hòa hai chiều, chỉnh hướng gió. Và một điều đặc biệt của cái sản phẩm này là có hỗ trợ tay lái trợ lực điện với cái thông số là 95 nanomet và trả lái tốt hơn so với những cái dòng sản phẩm khác có trên thị trường. Hệ thống cần số FM radio đầy đủ. Ok, chúng ta có cái hệ thống đồng hồ và đèn báo khá đẹp, không có thể đòi hỏi hơn được ở trong cái mức giá này. Rồi, với chiếc xe tải van Photon của mới này thì chúng ta có một cái thiết kế hoàn toàn mới và có những cái trang bị mà có thể nói là tốt nhất ở trong phân khúc. Thứ nhất, chúng ta sẽ có trợ lực tay lái điện 95 nanomet, chúng ta có phanh ABS, chúng ta có cái máy đam của Đức, chất lượng tốt, chất lượng rất là tuyệt vời. Chúng ta có thép cường lực phân tán để sau quá trình thời gian sử dụng thì thép nó sẽ không bị mục, không bị dỉ. Thì đó là một trong những cái điểm mạnh của dòng sản phẩm này. Với cái mức giá mà hiện tại theo mình đánh giá là rất là tốt thì các bạn có thể là gọi vào số điện thoại của mình 0987733322, mình sẽ báo giá cho các bạn của cái dòng sản phẩm này. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.